Nhật ký những ngày Hà Nội dưới 10 độ C. Nếu là ngày trước thì mình sẽ lười biếng và ở nhà đắp chăn đi ngủ đấy. Nhưng mà mình muốn mua cho con nhiều quần áo đẹp hơn, muốn cho con đi chơi nhiều hơn, muốn cho con ăn ngon hơn nữa. Nên là chúng ta phải đi làm thui. Được làm việc trong một môi trường nhẹ nhàng, năng động, không quá vất vả cũng coi như là một đặc ân của cuộc đời rồi. Mới 30 mà cơ thể này đã quá đỗi là yếu ớt. Ngồi sau xe cái ly mà chân tay cứ phải gọi là run bần bật, cứng đơ, không thể cử động được luôn ấy. Này đã là dầm tháng chạp rồi, đào quất hoa huyết ở ngoài đường cứ phải gọi là rực rỡ luôn. Bọn mình sẽ đi ăn trưa ở cái cửa hàng bánh giò ở Thụy Khuê. Ta nói nó đông ơi là đông luôn. Đứng ở bên đường mà mãi mới sang được đấy. Hai chú bánh giò full option 40.000 một chú. Giò chả bá luôn, nóng hôi hổi luôn. Ăn giữa cái thời tiết như thế này thì đúng là không còn gì để chê. Thịt thà, giò chả các thứ cũng nhiều nữa. Thêm hai cốc trà đá là bao no đến chiều luôn. Sau đó thì hai chị em đi làm thôi. Trời ơi, cái hầm để xe ở cái tòa nhà Lotte ấy, mọi người, 5 tầng, đi như cái mê cung. Mỗi lần vào đây là chỉ có sợ lạc thôi. Lượn lờ quay chụp một xíu thì bọn mình sẽ quay trở lại công ty cho cuộc họp chiều nay. Ở đây mọi người có xem cái kênh Hoa hậu vỉa hè không? Mình rất là khoái con nhỏ này vì nó đi họp hay có đồ ăn lắm. Buổi chiều tan ca thì bọn mình sẽ ghé vào một cái chợ ở gần công ty, đó là chợ Mơ. Thế và cái chợ này cũng cũ và khá là nổi tiếng đúng không mọi người? Mấy đứa nhóc ở công ty mình vào đây mua bánh kẹo nhiều quá. Thế là mình cũng muốn đi thử mà ở trong này thì đúng là bạt ngàn thật. Bao nhiêu là bánh kẹo rồi thì ô mai các kiểu các thứ ấy. Giá thì đâu đó cỡ 120 đến 150 một cân. Đi vào mấy cái chợ này mà thấy nhớ mẹ ghê. Nhớ hồi còn nhỏ ở nhà là cứ 28, 29, 30 ngày nào cũng đòi mẹ cho đi chợ Tết. Bánh kẹo ở đây đa dạng nhưng mà là đồ trung bình thôi, không phải là đồ cao cấp lắm đâu. Mình mua một cân tổng hợp với cả 1-2 lạng ô mai, đâu đó 160, 170 gì đấy. Về nhà hai mẹ con bày ra liên hoan kể cũng vui đấy. Thế là thời tiết dù có dưới 10 độ C thì cũng hết một ngày rồi. Giờ thì chắc là bọn mình dậy nấu cơm rồi ăn tối đây. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé. Bye bye.